Tân xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay thì không có đi mua đồ ở bên cá nhiều nên không có đi quay cho bà con mình xem, với lại đồ biển lúc này nó cũng khá là mắc á nên quay cũng ít thôi. Bữa nay cuối tuần cũng có một số đơn hàng thì Tân vừa quay vừa review giá cho bà con mình xem luôn nha. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị mình đi theo Tân đi vô chợ Bình Điền cập nhật giá ngày hôm nay nha. Hôm nay tới 260 thì nói 30 con, 260 bằng 20 con mấy lúc trước rồi. Kêu giá giật mình luôn á. Đi đâu cũng vậy hả? Đây. Giật mình. 20 con này nhiều. 300 mấy luôn hả? Để đi xíu đi. Để mua mực chút xíu đi. Mới vô mắc dữ rồi, 260 quá trời mắc rồi, giật mình. 30 con cái này 260 rồi trời nữa. Để qua mua mực trước thì tính sao. Mắc quá mắc. Rồi chưa có con mực nào ta. Có mực không Lan? Hả? Dặn mười mấy ký rồi không có, buồn luôn á. Có đồ không? Có phải không? 1 giờ mấy chưa có đồ vô nữa trời. Ngon tươi quá. Tôi mới vô này, vô đâu nãy giờ tôi mới vô đây cái đợt luôn. Rồi, nó ngoài rồi kìa. Không. Hai con cử rồi đó. Có con bự hơn không? Có con bự hơn không? Hả? Có con bự hơn không? Bự hơn chứ. Nhiêu à? 8. Giỡn hoài. Con bự này nó không ngon quá. Lấy con nhỏ đi cho ngon hơn. Bự nó bể bụng trời. Mắc dữ vậy? Trời ơi. Mấy bữa nay cái lớn với bán 200. Cái hố thì mắc dữ trời. Hổm tưởng 120, 130 dữ rồi. Hổm nhớ 120, 130 mà mắc dữ vậy ông cha. 230 với cái hố kia. Hố gì? Này hố cổ cò nó giá nó cao. Cái cổ kìa. Nó là 150 được không? 150 không bán à? Cái hố gì mắc dữ trời. Cái dưới nó bể bụng không à? Này tươi ha. Ở dưới á. Không có nào bể chứ. Lấy này con ngon, lấy 3 kg rồi. Này mua lựa thì con này sao bể rồi. Lấy 3 kg rồi. Cái này em nói là 220, 230 hả? Cái này ăn gì? Sashimi gì của người Nhật đúng không? Cái tươi này ăn luôn rồi. À, 230 hả? 220 bán rồi. 220 rồi. Mua cho anh Tâm mấy con rồi chẳng. Anh mới vừa điện cho anh coi cá ngon, anh mua gửi cho người thân nè. Mua 5 con. Xuống lục ra 5 con cho em ơi. Đừng nói hết nha. Không còn, mà mai chứ giao, mai chứ về nữa. Có điện liền. Anh ơi. Rồi, cá hồi mới khui thùng luôn nha. Cái sao anh lấy cái xài nhỏ nhỏ dễ xài hơn, phải xài nếu mà xài là nhiều hơn cái kia đó, tại tươi mà. Tươi lúc nào cũng thích hơn đúng không? Nó mắc hơn xíu nhưng mà cái tươi. Cá này chắc người ta lấy trứng lên cá cái bự không, nó mới có trứng không? Con này nhỏ. Hên hên có con nào nhỏ không? Nhỏ là 6,3 nhỏ. Ờ 6,3 con dưới nhỏ hơn cái gì nè bạn. Thấy cái nó quấn cái đầu vậy mà hỏi nó nhỏ hơn. Ôi trời quá. Con này chắc nhỏ á. Rồi được 6,1. 6,1. Ok đi. Bỏ thùng đá đi cho nó tươi. Bỏ thùng đá chứ đừng bỏ đông đá. Cá tươi mà bỏ đông đá nó xì rồi. Trời ơi. Mốt mà có size lấy được cái size mà 3-4 kg là ngon luôn á anh Đoàn. Nó không có đạt chuẩn để nó hàng bay về đâu. Vậy vậy hả? Nó nhập về đây là cá nó phải đủ tiêu chuẩn ký đó, từ 5 kg trở lên. À. 5 kg lên mới đủ hả? 5 kg lên mà cái chuẩn nhất là để mà không phải 6 kg nó có thật nhiều. À. Cái này chắc mổ lấy trứng hết rồi. Lấy trứng còn thịt bán cho mình. Trứng nhập về đây triệu mấy ký đó. Ghê vậy. Trứng ghê hơn. Đợt rồi cũng có về con trứng mà nó bán đâu có được đâu, khi bán chậm lắm. Mắc quá. Có những người có tiền mới biết ăn nữa mới ăn được. Chứ không biết ăn, không biết chế biến thì cũng như không. Ngon. Về trứng với lại nó hồi xông thối nữa, mà hết rồi xông thối lần này nó về nó muối nó hơi mặn. Ôi đồ ngon quá. Nãy mực tính con nhiêu Bảy? Sao nữa? Bảy ơi, nay giá nhiêu Bảy? 28 hả? Vẫn còn cao hả? Hả? Mực lúc này còn 280 nha bà con. Còn khá là cao luôn. Hổm này nó 250 mà giờ lên quá trời lên nè. Rồi ơi mực này. Cái thu mới về luôn, thu câu luôn. Vô dặn một con 3 kg. Chờ 2 kg mà có ống lớn luôn. Còn được cái máy bán 2 kg, máy bán mới bán người ta. Tiêu à. Quá trời ngon cái sò biển. Sò ấp tự nhiên. Đó. Trời ơi. Bữa kiếm không chết luôn, không có bên này nhóc hết trơn. Nhìn thấy, ghiền luôn, mỗi bữa kiếm cỡ này kiếm đâu ra. Cỡ này 50 con á. Tàu dương ở đây. Tàu dương ở đây không có à. Trời ơi. Kiếm tàu dương. Quá trời sò mai luôn. Dễ trứng. Có sò dương không em? Có sò dương không? Có luôn hả? Sò dương cái này đâu? Sam không? Còn mấy con hả? Ngoẻo quá trơn vậy. Cái gì? 200 mấy à? 28, 27. Ghê hả? Chết luôn rồi. Ông này xui rồi. Hổm có 100 mấy. Chuyện hổm có 100 mấy là sao mà bán nhiêu con em? 25.000 con hả? Không. Này bán ghẹ này nữa trời. Vậy nhỏ vậy là nhiêu anh Bảy? Vậy nào? Vậy là 130. 130 hả? Vậy này gậy gì ta? Có chấm chấm nữa. Ủa sao rẻ dữ vậy? Ngon không, rẻ hay tăng? Bộ lớn rồi, 8-9 rồi bây giờ. Vậy này kêu vậy gì mà có chấm chấm đây? Vậy 3 chấm. Vậy 3 chấm. Cũng chắc quá nè, cứng quá nè. Dễ hơn, 130. Bữa nay 30.000 nó bận luôn á. Cái nhỏ không có quầy. Đâu? Ôi, nó mập lốc luôn. Dạ. Con này bữa nay mập quá anh Bảy. Bóp bự nó ăn giá nhiêu ạ? Bóp bự à? Ừ, 78. Giấu không vậy? Không, hàng giấu không có trưng bày ạ. À? Bữa nay đâu có bóp bự, đâu có sọt. Sọt. Còn là mấy cái? Giá nhiêu ạ? 180. Đùa. Nói thiệt giá đi. 165.000. Con là mấy cái đấy con ạ? 7 cái à? 7 cái mấy. Ừ, được, 7 cái mấy được, con này đẹp nè. Bằng cắt khúc luôn, cũng quất luôn. Rồi, được rồi, bằng cắt khúc đi bạn. Rồi bữa kiếm cái gì không có, này có nhóc chưa? Rồi, nó ký luôn. Sao dễ các phanh luôn. Cá phèn tươi. Cá phèn nhiều bạn ơi. Cái lưỡi nữa nè. Kiếm lưỡi bự, lưỡi nhỏ quá. Ủa, có cá bò. Cá bò tươi này nướng mỡ hành á. Lâu lắm mới thấy cá bò tươi vô nè. Nhà cá biển nó có lại à. Mấy con rồi? 8 con hả? 8 con cỡ 17 kg là được. Đây. Tầm Đà Lạt. Nay mới ghi giá nhiêu mua. Đây là đủ không? Đủ bao luôn. Rồi bắt hay dữ ta. Rớt mày nhiều con. 250 luôn hả? 26 bao giá này. Không chịu bình thường là hồ mà. Bên kia nhiều con, cái này nhiều con. Cái này 18 con. 18 con, này 13. 18 con là nhiều. 18 con giá nhiều. 18 con giá này giá 550. Lấy cái nhỏ đi. Bự mắc quá, bự đâu có hơn nhiều đâu. Bao giá luôn. Bao giá tại vì chọn có lụa bán mua giá đứt chưa bán không à. Tại vô hai mấy rồi bán rồi có 10.000 ký à. Mấy này đây 3 ký đi. 3 ký à. Cầm đi. Ngọc lớn mắc quá mắc. Ừ, đó, bữa hổm hàng kia 300.000 ký nữa kìa. Cái ghê hả? Mà không có bán, mà không có bán nữa đó, phải có đũa bán đâu. Ừ, đồ biển ra mắc quá trời mắc. Rồi mắc mà chợ nó ới la không đủ luôn, nó bán giá chết. Giá cao á, người ta xài đâu không nổi đâu. Tại xài quen đâu la không nổi. Cái này mà 250 thì sao ăn nổi. Mắc hơn thịt bò nữa. Ăn bỏ vỏ.